Cái câu hỏi này gần như là câu hỏi thường xuyên em gặp nếu mà đi tư vấn khách hàng. Ngay khi mà gặp cái câu hỏi đấy, em vẫn lắng nghe khách hàng. Thì lúc này em sẽ coi như là mình nhìn thẳng vào khách hàng, mình chăm chú lắng nghe để cho khách hàng, mình giống như kiểu là mình đồng cảm với khách hàng vậy đó. Xong sau đó em vẫn phải là làm rõ lại với khách hàng một lần nữa là không biết chị Linh là chị có mỗi là lo lắng là việc là chỉ mỗi cái việc là tham gia là sẽ sợ công ty nó không chi trả, hay là tham gia vào dễ mà tới hồi nhận lại thì khó. Cô lập vấn đề lại đến cuối cùng là bước xử lý. Thì thưa chị Linh, tuy nhiên thì em cũng biết là đâu đó có một số cái trường hợp là cũng là sẽ không có gọi là rơi vào trường hợp giống như chị Linh nói. Thì ở những cái đó thì theo em được biết đó là có thể là do cái người mà gọi là người cái người xảy ra sự kiện bảo hiểm đó thì lại là bên mua bảo hiểm chứ không phải là người được bảo hiểm. Rồi cũng có thể là cái việc kê khai ngay từ lúc ban đầu không trung thực khi mà anh chị đó tham gia vào cái hợp đồng bảo hiểm này. Rồi cũng có thể là cái sự kiện mà người người đó xảy ra lại không gọi là không rơi vào đúng cái phạm vi được bảo hiểm. Thì những cái trường hợp đó thì có thể là sẽ không là chắc chắn là sẽ không gọi là không nhận được lại đúng như cái quyền lợi trên cái hợp đồng của mình. Chính vì thế đó thì hôm nay em đến đây đó để em có thể tư vấn gọi là cho chị Linh đúng được những cái quyền lợi mà chị Linh sẽ nhận được, cũng như công ty của em sẽ cam kết đem đến cho chị Linh và gia đình chị Linh luôn ạ. Tất cả các công ty bảo hiểm nước ngoài hay là cả Việt Nam đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì đều do Bộ Tài chính mình quản lý hết. Và Bộ Tài chính mình quản lý thông qua Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm. Và nhà nước của mình, Bộ Tài chính mình cũng có ra hẳn một cái luật kinh doanh bảo hiểm. Trong đó có quy định về vốn pháp định, vốn điều lệ, về ký quỹ, về nguyên tắc đầu tư. Bộ Tài chính bắt buộc tiền mà các công ty bảo hiểm đi đầu tư đó là phải đầu tư ở tại Việt Nam. Nó xây dựng các công trình công cộng, các cái trường học, bệnh viện hay gì đó ở Việt Nam. Và các công ty tài chính này không được phép mang tiền của Việt Nam ra nước ngoài. Rồi các công ty này đầu tư vào những cái lĩnh vực gì ở Việt Nam cũng được cho Bộ Tài chính của mình quản lý. Và hiện AA thì có một số vốn điều lệ là hơn 3.200 tỷ đồng. Và thêm nữa đó Linh, là sản phẩm ở AA thì trước khi tung ra thị trường thì cũng đã trình qua để Bộ Tài chính xem xét rồi. Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu xem những sản phẩm như thế này nè, nó có phù hợp với thu nhập của người Việt Nam mình hay không, những quyền lợi nó có đảm bảo rất tốt và tốt nhất cho người Việt Nam hay chưa, thì Bộ Tài chính mới cấp phép cho công ty mang ra thị trường giới thiệu đến mọi người. Và thêm nữa là AA cũng đã khẳng định được cái thương hiệu 100 năm trên thế giới, 20 năm ở Việt Nam rồi, có rất nhiều khách hàng được chi trả, đã giúp đỡ được rất nhiều gia đình. Và hiện nay là AA là công ty có mức tăng trưởng cao nhất trong thị trường bảo hiểm. Thì đấy là cái mà mình có thể chia sẻ với khách hàng. Cá nhân tôi thì cũng giống như các anh chị thôi, đi cũng gặp rất nhiều khách hàng, so sánh không phải chỉ hai công ty ạ. Bao giờ khách hàng cũng quan tâm đến xem là chúng ta có nắm được điều khoản, điều kiện hay không này, sản phẩm của chúng ta có nắm rõ hay không này. Và nếu như họ sẽ để ý là xem là chúng ta sẽ nói về công ty bạn như nào, thì cái câu chốt của tôi luôn luôn với khách hàng là tất cả các công ty bảo hiểm đều giống nhau, nhưng cái quan trọng đó là anh chị muốn ai là người phục vụ anh chị mà thôi. Cái quan trọng thứ hai nữa đó là các anh chị phải nắm được về sản phẩm chắc ở bên mình và cái điều khoản điều kiện. Dạ, theo quan điểm của Diễm thì Diễm thường hay chú ý vào nhu cầu của khách hàng nhiều hơn, và bên cạnh mình sẽ tìm hiểu và phân tích về nhu cầu của khách hàng, làm sao để cho những sản phẩm của mình có thể phù hợp để khách hàng gắn bó với công ty mình dài lâu hơn. Thì nếu như mình chăm sóc tốt khách hàng thì tất cả những ý nghĩa và quyền lợi bảo hiểm đối với khách hàng thì sẽ được bảo đảm về cái quyền lợi về lâu về dài hơn. Đối với công việc của mình luôn luôn đặt vị trí khách hàng ở ưu tiên hàng đầu,
và phải phù hợp với nhu cầu tài chính của khách hàng nữa. Khi mà mình tìm hiểu về nhu cầu rồi thì mình sẽ bán đúng, bán đủ và bán lớn hơn. Mình trích 10% thu nhập của mình hàng tháng để tham gia bảo hiểm thôi, thì nó không có đáng sợ, nó không đáng lo bằng khi khách hàng, khi bác sĩ kêu mình phải đóng 50 triệu, 100 triệu hoặc thậm chí vài trăm triệu cho một ca bệnh nào đó. Đấy, mình trích ra 10% này để đảm bảo 90% thu nhập của mình còn lại. Bảo hiểm nó sẽ bảo vệ cái thu nhập của mình đã làm ra, ví dụ những khoản đầu tư vào đất đai, vào hụi hẹn, ngân hàng gì đó của mình, và nó cũng sẽ đảm bảo bảo vệ cả cái khoản thu nhập mà mình chưa kịp làm ra nữa. Anh nghĩ là cái bảo hiểm là cái mà mình cần phải ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là cái để mình lựa chọn. Và để xử lý cái câu hỏi này thì Trứ cũng có một cái cách nữa, đó là mình, Trứ thường hay làm là mình, Trứ lấy một cái giấy tờ giấy A4 ra, Trứ chia ra làm đôi, một bên thì Trứ ghi là không có bảo hiểm đấy, thì mình sẽ có gì có gì có gì đấy. Còn phía bên kia thì Trứ ghi là nếu như có bảo hiểm thì mình sẽ được gì, thì sau đó Trứ sẽ hỏi khách hàng, nếu như anh chị chọn thì anh chị chọn bên nào, thì chắc chắn khách hàng sẽ chọn bên có bảo hiểm, bởi vì nó có quá nhiều việc lợi, nó có quá nhiều cái hay, phải không ạ? Anh chị thấy nè, có quá nhiều việc lợi, có quá nhiều điều hay, nhưng mà đổi lại anh chị chỉ bỏ ra chỉ 10% thu nhập thôi, thì cái mức phí này nó rất là rẻ, nó rất là dễ dàng để mình tham gia. Cũng chia sẻ với khách hàng luôn những cái quyền lợi mà công ty bảo hiểm đưa ra để mà khách hàng có thể yên tâm tham gia cái hợp đồng bảo hiểm một cách lâu dài. Đó là ví dụ như là 60 ngày gia hạn đóng phí này, thêm 2 năm để gọi là, Trứ hay nói vắn tắt với khách hàng là tạm dừng hợp đồng, giống như mấy bạn sinh viên đi học xong bảo lưu kết quả 2 năm để đó, sang năm vô học tiếp. Thì trường hợp hợp đồng bảo hiểm cũng giống như vậy. Rồi mình được chia nhỏ số phí đóng, mình được thay đổi số tiền bảo hiểm, mình được quyền dùng quyền linh hoạt đóng phí. Thì bản thân Trứ là một đại lý bảo hiểm, bản thân em là một đại lý bảo hiểm, em rất là rành về những cái này. Và em tâm niệm rằng là mình không bao giờ để cho khách hàng của mình phải mất cái hợp đồng bảo hiểm vì một lý do nào đó về tài chính. Tức là anh chị cứ xem em, xem Trứ như là một người thân trong gia đình đi, có vấn đề gì về tài chính anh chị cứ nói với Trứ đi, thì Trứ sẽ hỗ trợ hết mình để mình duy trì cái hợp đồng bảo hiểm, để duy trì quyền lợi cho mình. Có một cái bài mà em cũng hay dùng để tư vấn, đó là về cái bài về 6 chiếc lọ tài chính. Thì thông thường các anh chị có thu nhập ra thì anh chị thường hay sử dụng cho các cái việc chi tiêu của mình, nhưng mà anh chị quên không biết phân bổ như thế nào đó. Thì hôm nay em đến đây để đem đến cho anh chị gọi là 6 chiếc lọ tài chính để giúp cho anh chị quản lý việc chi tiêu của mình như thế nào. Thì về chi tiêu cần thiết là những cái mà nó bao gồm như là ăn uống, sinh hoạt, đi lại các kiểu, đó là cái gọi là chi tiêu cần thiết. Thì cái phần đó nó sẽ chiếm 55% thu nhập của mình. Còn riêng về cái gọi là tiết kiệm dài hạn chiếm 10%, đó chính là một cái quỹ dùng anh chị có thể dùng giống như là để mình định mua xe, mua nhà đấy, thì cái đó được gọi là cái quỹ tiết kiệm dài hạn. Còn quỹ về giáo dục thì trong cuộc sống hàng ngày, riêng em thức thì cũng như các anh chị khác thì thường đâu đó của mình cũng vẫn muốn là nâng cấp bản thân của mình lên. Kế tiếp là cái quỹ là về quỹ hưởng thụ. Trong cuộc sống sẽ có nhiều điều làm cho mình stress, thì ít ra cái quỹ hưởng thụ này giúp cho mình kéo lại cái việc đó bằng cách là hàng năm mình sẽ sắp xếp những cái chuyến đi du lịch, rồi tận hưởng mua sắm các kiểu. Cái quỹ này sẽ chiếm 10% thu nhập của mình. Và cái kế tiếp đó là quỹ về tự do tài chính. Cái quỹ này nói nôm na đó là khi mà anh chị có cuộc sống như anh chị mong muốn thì anh chị không còn phải phụ thuộc vào một cái, không phụ thuộc tài chính vào người khác nữa, thì nó được hiểu là quỹ tự do về tài chính. Những cái quỹ này nó bao gồm một cái quỹ như là anh chị là cũng có thể là gửi tiết kiệm nè, đầu tư nè, hoặc là hợp tác kinh doanh. Nhưng mà xin lưu ý một cái điều, đó là cái quỹ này tuyệt nhiên anh chị không được đụng vào. Và cái cuối cùng là từ thiện. Cái này nó thể hiện được cái là cái sự giúp đỡ của mình đối với người thân, gia đình, bạn bè cũng như là cộng đồng ở bên ngoài. Đó là 6 cái quỹ.